Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Cháy ở đâu vậy? Lão Triệu, cậu đang làm gì thế? Đốt tiền giấy, Mục Bạch cũng không dễ dàng gì. Đến chết rồi cũng không vui vẻ chút nào. Tôi đốt thêm một chút minh tệ cho cậu ta ở vị diện hắc ám để cậu ta hưởng thụ một chút. Đây, tôi từ chỗ của Ichisa lấy được tin tức của Hắc Minh Vương. Nhanh xem thử cô ta viết cái gì. Cô ta nói, Hắc Ám Vương ngoại trừ dùng thân phận thu thập linh hồn ở ngoài thế giới này, còn có một sở thích rất lớn, chính là thu thập tư thạch anh. Truyền thuyết chỉ cần hiến tế một viên tư thạch anh, phân thân của Hắc Ám Vương sẽ xuất hiện. Nếu như vận may tốt, Hắc Ám Vương thật sự cũng có thể giáng lâm. Nhưng mà thứ tồn tại giống như là tư thạch anh ở trong truyền thuyết này gần như là không có chút tung tích nào. Cô ta nói, nếu chúng ta muốn tìm, chi bằng hãy tìm Thiên Sơn Chi Ngấn xem thử. Nhưng mà thứ tồn tại giống như là tư thạch anh ở trong truyền thuyết này gần như là không có chút tung tích nào. Cô ta nói, nếu chúng ta muốn tìm, chi bằng hãy tìm Thiên Sơn Chi Ngấn xem thử. Thiên Sơn Chi Ngấn, ở đó là cấm địa của loài người, cô ta không lừa chúng ta đấy chứ, bảo chúng ta đi tìm chết hay sao? Nói không chuẩn. Cho nên tôi cũng mới giữ đường lui, mặc dù Apat giải lời nguyền, nhưng gây ảnh hưởng cho Ethan vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ. Nói đến Thiên Sơn, hình như có ai đã từng nói với tôi, nếu như muốn tìm hiểu đồ đằng thật sự thì nhất định là phải đi đến Thiên Sơn một chuyến. Thiên Sơn là nơi cổ xưa mà thần bí như vậy, đừng nói là truyền thuyết đồ đằng, cho dù là còn sống cũng chỉ là mấy con đồ đằng thú, tôi cũng không thấy gì lạ. Nếu đã là như vậy, chuyến đi lần này chúng ta cũng gọi Tưởng Thiếu Như đi đi, đồng thời tìm được Tư Thạch Anh, tiện thể cùng đào luôn đồ đằng thú. Tốt thôi, chuyện không thể nào chậm trễ, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Trước khi xuất phát, tôi phải đi tạm biệt Tâm Hạ trước đã. Patheon, huấn luyện hôm nay vô cùng tồi tệ. Đang còn huấn luyện, ngày nghỉ của các người đã bị hủy bỏ rồi. Mạc Phàm các hạ, anh lại lên núi nữa sao? Ơi, Cơ Đi Trình là cậu à? Khoảng thời gian này, sao thấy anh ta lại hay chạy đến chỗ của ứng cử viên vậy? Nhìn bộ dáng tản mạn tùy ý của anh ta, không có chút lễ tiết nào. Thật sự là chướng mắt, anh ta chính là Mạc Phàm hay sao? Không phải chỉ là có chút danh khí trong trận chiến học phủ thế giới thôi sao? Nếu như không phải là vì thành viên của thần miếu Patheon chúng ta không thể nào tham gia, sao đến lượt anh ta cơ chứ? Tôi không tin anh ta thật sự lợi hại như vậy. Mạc Phàm các hạ, xin hãy tiếp nhận khiêu chiến của tôi. Khiêu chiến? Nghe nói Mạc Phàm các hạ là cường giả đứng nhất ở trong xếp hạng của trận chiến học phủ. Hôm nay cơ hội hiếm thấy, xin hãy chấp nhận. Được thôi, nhưng mà... Một mình cậu lên cũng không thú vị, chi bằng mọi người hãy cùng nhau lên. Vừa hai tối qua, quay tay nhiều nên giờ tôi có chút ngứa tay. Cậu đây là trà đạp lên tôn nghiêm của chúng tôi. Thân là kỵ sĩ, chúng tôi chỉ tiến hành quyết đấu một đánh một. Đừng có cứng nhắc như vậy. Mấy người hãy lên luôn một lần đi, để tránh người khác nói tôi bắt nạt người thiểu năng. Cậu, được, nếu như cậu đã nói ngông cuồng như vậy, thế thì chúng tôi cũng không khách khí nữa. Hôm nay cho dù là mất đi vị trí kỵ sĩ này, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu với cậu một trận. Vì để bảo vệ tôn nghiêm của vị trí kỵ sĩ nam tình. Vạn địch, mọi người vẫn nên dừng tay lại đi. Đây là trước thần điện. Curry Trinh, cậu muốn nói chuyện thay cho tên đấy hay sao? Không, tôi chỉ là... Không sao, cậu cứ đi về phía bọn họ đi. Dù sao tương lai cũng phải làm việc ở trong điện kỵ sĩ. Xin lỗi các hạ. Không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành như vậy. Tôi cũng tham gia trận quyết đấu này. Tôi lựa chọn đứng về phía của Mạc Phàm các hạ. Tên phản đồ nhà cậu, phản đồ. Cậu là sỉ nhục của kỵ sĩ nam tinh chúng ta.
Đừng nhiều lời như vậy nữa, có đánh nữa hay không? Ơi, sau khi đánh nhau, tôi sẽ không quan tâm đến cậu được. Bản thân cậu hãy cẩn thận một chút. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Thế thì tôi lên đây. Ảnh mặc